Chào thầy và các bạn. Thì trong video ngày hôm nay thì em sẽ trình bày về bài tập số 9 là viết chương trình đo và hiển thị nhiệt độ từ hai cảm biến là M35 hiển thị giá trị trên hai dòng của LCD. Đầu tiên là phần sơ đồ mạch. Ở đây em sẽ sử dụng bộ dao gọng ngoài gạch anh với tần số là 20 MHz. Và ở chân AN1, AN0 thì em sẽ kết nối với cảm biến N35, cảm biến ở kênh thứ 0. Và ở chân AN1 thì em sẽ kết nối với con cảm biến RM35 thứ 2, tương đương với kênh 1. Ở chân master clear này thì em sẽ kết nối cho nó một cái mạch reset. Còn về LCD thì ở đây là LCD 16 x 2. Chân VSS thì sẽ được nối với mát, còn chân VGG thì sẽ được cấp nguồn 5V. Chân RS, RW và E thì sẽ kết nối được với RE0, RE1 và RE2. Với chân từ D3 đến D7 thì sẽ kết nối gần được với chân RD4 đến RD7 của vi điều khiển. Chân RG4 đến RG7 là chân dữ liệu của chân số dữ liệu của LCD. Rồi. Tiếp đến là phần Google cho mạch. Đầu tiên thì khai báo thư viện cho vi điều khiển và thư viện cho LCD. Tiếp đến thì cấu hình khai báo cái chân cho LCD. Bước tiếp theo thì sẽ khai báo cái biến. Như đây thì sẽ là cái biến về nhiệt độ và cấu hình cho các port ngổ ra, ngổ vào. Và viết hàm để mà khởi tạo cho LCD. Bước kế tiếp thì mình sẽ đọc và sẽ đọc cái giá trị gọt vào của ADC và hiển thị cái nhiệt độ nó lên cái dòng số 1 của LCD thông qua cái kênh 0. Ở đây mình sẽ chọn được kênh 0. Sau đó thì tương tự như với bước ở trên là mình sẽ đọc và hiển thị các nhiệt độ của con RM35 thứ hai, cảm biến thứ hai thông qua kênh số 1 và hiển thị kênh dòng số 2. Và cái bước này cứ tiếp tục ở phía trước và quá trình này cứ tiếp tục. Đây là phần Google của em. Sau đó là phần về viết code qua ICCS. Đầu tiên thì sẽ khai báo thư viện cho vi điều khiển 16F887. Ở đây mình sử dụng hạch anh với tần số 20 MHz thì là fields HS. Và mình khai báo cho một cái hàm device ADC bằng 10. Hàm này sẽ được khai báo trước khi mà mình dùng các cái hàm khác của ADC. Ở đây bằng 10 là ADC 10 bit và dùng hàm delay 20 MHz. Rồi các define LCD này thì là khai báo cho các cái chân của LCD thôi. Include LCD.c là mình sẽ khai báo cho cái thư viện LCD. Rồi và khai báo cái biến nhiệt độ 1 và nhiệt độ 2. Hai cái biến này là biến 10 bit. Mình sẽ khai báo kiểu INT 16 và 16 bit. Về phần chương trình chính thì set chip cho chân D và E là một sức. Rồi và khởi tạo LCD. Như theo Google mình sẽ khởi tạo cho LCD. Rồi tiếp đến thì sẽ chọn tiếp đến là setup ADC ADC clock drift 2, rồi mình sẽ chọn cái xung lốc để mà cung cấp cho con vi điều khiển. Ở đây là drift chia 2 và setup ADC port. Ở đây là em sẽ khai báo các cái chân của vi điều khiển mà kết nối với ADC. Ở đây là chân SAN0 và SAN1 như theo sơ đồ bên đây. Là cảm biến 1 sẽ được kết nối với chân AN0 và cảm biến thứ hai sẽ được kết nối với chân AN1.
Với VRF trừ thì sẽ là VSS, và VRF cộng thì sẽ là VGG, lực tương ứng với 0V và 5V. Và gắn một cái nhãn, và gắn một cái nhãn cho nó, nhãn cái Google Up. Đầu tiên là với cảm biến thứ nhất, thì cảm biến thứ nhất thì được nối với chân AN0 tương ứng với là kênh 0, thì em sẽ chọn kênh cho con cảm biến thứ nhất là set ADC channel 0. Tại vì mỗi thời điểm thì chỉ tại một thời điểm thì chỉ chọn được cái một kênh thôi, cho nên sẽ delay cho nó 10 micro giây. Sau đó với cái biến nhiệt độ 1 này thì mình sẽ đọc cái giá trị vào của ADC và chia cho 0,2046. Ở đây nó sẽ đọc và đo giá trị nhiệt độ của ADC. Số 2,046 này ở đâu? Thì với con ADC của mình là con ADC 10 bit, thì mình sẽ có cái step size của con ADC này như sau. Mình sẽ bằng 5V, 5V của VGG trừ cho 0V và chia cho 2 mũ N trừ 1. Mình sẽ chuyển 5V thành 5.000 mV. 5.000 mV. Và N này là số bit bit của ADC, tức là ở đây bit ở đây 10, tức là 2 mũ 10, 2 mũ 10 trừ 1 thì nó sẽ bằng xấp xỉ 4,887 mV. Đối với ADC mình chọn là 10 bit, nhưng mà cái độ nhạy của con RM35 của mình thì 10 mV, cho nên nó có một cái độ chênh lệch, và mình sẽ dùng cái độ chênh lệch là 10 mV này mình chia cho 4,887 mV thì mình sẽ ra được cái chỗ độ chênh lệch giữa con ADC và RM35, thì nó sẽ được là 2,046 mV. Thì kết quả khi mà mình đo được thì nó sẽ bằng cái kết quả đo nhân và chia cho 0,246, 0,2046, 2,046 xin lỗi. Đó là cái ý nghĩa của cái số 2,046. 046. Sau đó mình sẽ hiển thị ứng dụng một như sau: LCD go to XE 11, tức là mình sẽ gặp con trỏ vào vị trí 1 ở dòng 1 của LCD và hiển thị cái giá trị temperature 1 và nhiệt độ 1 sẽ bằng 0,02 NLU khoảng cách C. Biến mình khai báo ở đây là kiểu dữ liệu của N1 là 10 bit. 10 bit thì sẽ ghi là 0, là kiểu NLU. 02 có nghĩa là hiển thị số 0 vô nghĩa. Đây là khoảng cách. Khoảng cách này sẽ hiển thị cái dấu gồ. Rồi. Và cái dấu gồ thì trong bên mã ASCII thì nó tương ứng với là 0xDF. Dòng này thì nó sẽ hiển thị cái giá trị đo được của LCD lên dòng số 1 của LCD. Tiếp đến tương tự thì với set ADC channel 1. ADC channel 1 thì tương ứng với mình chọn cảm biến thứ hai và cũng delay có 10 micro giây. Và đọc cái giá trị đầu vào của ADC và chia cho nó 0,2046 thì sẽ được cái giá trị nhiệt độ
mà sẽ hiển thị lên trên LCD ở dòng thứ hai. Ở đây LCD Go to XE12. Bây giờ con trỏ vào vị trí thứ nhất ở dòng số 2 của LCD và hiển thị chữ Temp 2 bằng cái nhiệt độ khoảng cách C. Rồi, và cái dòng này sẽ hiển thị và cái dấu độ này sẽ hiển thị ở cái vị trí thứ 12 ở dòng số 2. Và với bốn câu lệnh này thì sẽ hiển thị được cái nhiệt độ của RM35 lên dòng thứ hai của LCD và sẽ lặp lại cái quá trình này và cứ đo và lặp lại cái quá trình này như bên Google, cứ đo và lặp lại. Bây giờ em sẽ mô phỏng qua Broadcast thử. Đầu tiên sẽ thêm chương trình vào. Số 9. Số 20 MHz. Ok. Bây giờ em sẽ cho nó chạy thử. Với cảm biến thứ nhất thì nó sẽ hiển thị dòng thứ nhất của LCD và ở đây 30 độ hiện sẽ hiển thị ở 30 độ. Và ở đây 36 thì sẽ hiển thị lên ở tem 2 là 36. Còn giả sử mà tăng lên là 39 thì tương ứng sẽ hiển thị là 39. Với cảm biến 1 thì em sẽ giảm xuống giả sử 26 và dòng 1 cũng sẽ thay đổi theo 26. Vậy phần trình bày của em đây là hết. Cảm ơn thầy và các bạn đã xem.